Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Antic. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là hai cái món sản phẩm đồng hồ. Và ngày hôm nay thì em sẽ siêu giảm cho anh em về hai món sản phẩm đồng hồ này nhá. Một chiếc đồng hồ đời cao này và một chiếc đồng hồ với kiểu dáng classic và có mức giá rất là ưu đãi gửi đến cho anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ có là một chiếc Oren anh em nhá. Phiên bản Oren này thì đây là phiên bản Oren Babino Classic. Và với chiếc đồng hồ này thì hiện tại em đang có cái giá gửi đến cho anh em là 4 triệu 2 đó, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì sẽ có một cái mức giá rất tốt xuống đầu 3 nhé anh em nhé, là 3 triệu 950 nghìn đồng. Rồi chúng ta sẽ có máy của em này, đó chính là RA gạch AC 0M04i 10B. Anh có thể tham khảo về mẫu sản phẩm này trên các nền tảng trong mạng xã hội, hoặc là anh em tìm kiếm mã này ở trên Google ấy, là chúng ta sẽ có tất cả những thông tin của chiếc đồng hồ này đó. Và ngày hôm nay thì em về được cho anh em là một chiếc duy nhất anh em nhé, và có một cái mức sale giảm cho anh em rất là sốc, chỉ có là 3 triệu 950 nghìn đồng thôi, giảm cho anh em đâu đấy tầm hơn 200 tầm 250. Thì em nghĩ rằng là đây là một cái mức giá mà nó rất tốt để anh em có thể tiếp cận. Chúng ta sẽ có về cái phiên bản này là một trong những dòng classic. Và với Oren Babino Classic thì cho anh em là chưa biết vì sao lại có tên gọi Babino. Dòng này là một trong những dòng mà rất đặc trưng, anh em phải hiểu rằng là nó sẽ có một cái mặt kính cong như thế này. Thì riêng về cái mặt kính cong ấy thì nếu như cong nhẹ ấy, thông thường anh em xem những phiên bản Xenomizen Gen 4 chẳng hạn thì nó sẽ có một cái mức cong nó vừa phải thôi, nó hơi cong ở phần giữa thôi đấy, và cong rất đều đúng không ạ? Đó, nhưng mà những dòng Babino này thì kính của nó sẽ là cong cong kiểu vát những cái cạnh này xuống này. Thì với cái dòng kính này người ta gọi là Babino, và với kiểu dáng classic như này người ta hay gọi kết hợp vào đó chính là Oren Babino Classic. Và đặc biệt hơn thì nó không phải là vơ 8 hay vơ 9 hay vơ 10 gì cả đó, và đây là một trong những dòng riêng biệt luôn đấy anh em nhé. Các bác có thể thấy đây một cái thiết kế rất là đẹp đúng không ạ, rất là cổ điển khi mà thiết kế 3 kim một ô lịch ngày. Chúng ta sẽ có một dòng chuỗi Oren Automatic này, là logo hai chú sư tử của Tây Tần, tất cả các phần gọi là kim cọc giờ kẻ vạch. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đó chính là phần kim cọc giờ và phút và giây, đó là kim xanh sapphire rất đẹp đúng không ạ, nó hiệu ứng sáng tối. Kim của chiếc đồng hồ này cũng bắt sáng rất tốt. Và đặc biệt hơn thì đi kèm vào đây sẽ có là một cái màu màu của phiên bản này chính là màu trắng ngà, một cái màu mà được rất là nhiều anh em theo đuổi cái phong cách classic anh em lựa chọn đó, tại vì nó rất là hợp đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ có là phiên bản này thì sẽ có là phiên bản Japan với đầu máy F672. Đầu máy F6724 thì sẽ có đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm cho các bác, như là lên cót tay, dừng kim giây khi chỉnh giờ, tần số giai đoạn là 21.600 và độ tích cót là 40 tiếng, anh em sử dụng thoải mái nhá, không vấn đề gì cả. Và nhiều anh em bảo rằng là dòng Babino kính cong như thế này thì chống xước không? Thưa xin thưa với anh em là không có chống xước anh em nhé, không có chống xước. Nhưng mà anh em phải hiểu rằng là với dòng này thì anh em đeo lên tay nhé, đó thì cực kỳ là đẹp. Đây em sẽ lên tay thử cho anh em xem, size 38 phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16 anh em, nói những phiên bản này rất chi hợp lý. Đó, một cái kích thước size mặt mà em nghĩ rằng là nhiều anh em cổ tay đâu đấy tầm 16 đổ xuống anh em đeo vô cùng đẹp với chiếc đồng hồ này. Đó, dân văn phòng công sở đeo thì hết ý, không cần phải lo nghĩ nhá. Rồi chúng ta sẽ có ở đây chính là một cái bộ dây da màu nâu nhá anh em nhá, màu nâu chứ không phải màu đen đâu. Tại em đang đeo em đang quay trong cái điều kiện ánh sáng nó buổi tối cho nên là nó sẽ không hiện được cái màu chính xác của nó, nhưng mà anh em nhìn bên ngoài sẽ là màu nâu. Rồi chúng ta sẽ có là phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép bào 6L này. Rồi sẽ có là cái khóa cũng như thế nhá anh em nhá. Phần đáy chiếc đồng hồ này đầy đủ những thông tin cơ bản Japan Moment F6724 này. Ở trên thì chiêu 22 trên kính của Tây Tần là 30 mét nước nhá. Anh em đi mưa ở tay cơ bản stainless steel theo chuẩn chống gỉ. Hiện tại em đang có mức giá là 3 triệu 950 nghìn đồng gửi đến cho anh em. Mức giá rất ưu đãi, anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em nhá. Dây da rất mềm, anh em mà đeo mới đeo thì anh em không sợ bị cứng đâu, thoải mái đeo trải nghiệm rất tốt. Rồi đây là mẫu sản phẩm đầu tiên nhá, gửi đến cho toàn thể anh em. Tạm gác sang một bên, em sẽ đi đến với chiếc đồng hồ tiếp theo. Đây là một trong những dòng sản phẩm đời cao đến từ thương hiệu Seiko nhá. Seiko thì có rất nhiều dòng, dòng Bride này, rồi dòng Preset này,
có rất là nhiều dòng để anh em quan tâm, và đặc biệt hơn thì ngày hôm nay sẽ có một chiếc cỡ thuộc dòng Bright nhé anh em nhé. À, một chiếc đồng hồ với một cái quyển sổ 6R cho anh em, 6R 2X nhé anh em nhé. 6R 2X này thì nó sẽ có tần số dao động rất 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 là cao luôn. À, với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là một cái thông tin về giấy tờ mua hàng bên Nhật này. Đó rồi để em xem nào. Đấy thông tin mua hàng bên Nhật anh em nhé. Đó một cái giấy mua hàng luôn nhá, của người sử dụng bên Nhật luôn nhá. Đó em săn về được cho anh em. Chứ anh em lại bảo này mua lại của anh em Việt Nam. Đó rồi hàng dựng rồi đầy đủ các thứ. Đó thì bên em chỉ có bán hàng chính hãng thôi. Và đặc biệt hơn thì bên em khi lên video như nào thì đến tay các bác sẽ như thế. Và đặc biệt hơn là nguồn gốc rõ ràng gửi đến cho anh em. Ở trên này anh em yên tâm nhá. Và anh em có thể check chính hãng như toàn quốc bên em, nếu như phát hiện hàng giả hàng nhái bên em đền bù cho anh em gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Đây là cam kết của bên em, có chính sách bảo hành và cam kết chính hãng đầy đủ. Ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ với cái phiên bản SRW023, một chiếc đồng hồ với dòng Bright, thuộc dòng Bright nhá, rất chi là tuyệt vời đúng không ạ. Thiết kế của cái phiên bản này là một trong những thiết kế mà em đánh giá rất cao. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy là một cái màu mặt đen piano. Đó, màu đen piano. Những cái màu mặt này thì sẽ không có chảy tia đâu. Nhưng về anh em có thể thấy là về cái độ bóng của mặt đều này. Đó, rất sáng bóng đúng không ạ? Đó, rất là bóng loáng. Và đặc biệt hơn thì với chiếc đồng hồ này thì anh em phải hiểu rằng là cái mặt dial ấy nó giống như những cái phím đàn trên piano ấy, thì người ta hay gọi là mặt đen piano, rất là bóng bẩy. Rồi với chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có độ hoàn thiện rất cao. Đây là một trong những dòng mà phải gọi là tiệm cận của Graseco, cho nên là với những dòng đồng hồ này thì nó sẽ có những cái thiết kế và cái độ trau chuốt tỉ mỉ của nó rất là cao để nó mới đạt đến ngưỡng Graseco được. Anh em có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có là cọc đây này, kim cọc Seiko này, automatic này, thiết kế 3 kim nhá, hai cái sắp đều. Lịch thứ thì ở góc 3 giờ, lịch ngày thì được đặt ở góc 6 giờ. Đấy rồi chúng ta sẽ có là một cái Opa Reset 40, cái này là 45 tiếng anh em nhá. 45 tiếng và Reset đặt ở góc 9 giờ nhá. Tất cả các phần kim cọc đều là kim cọc sự kẻ vạch. Anh em có thể thấy một chi tiết phải gọi là rất là tuyệt vời đúng không ạ. Anh em có thể thấy những phần kim cọc này hoàn thiện rất cao. Đó rồi với cái chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là đấy là về sơ qua về cái mặt dial thôi. Nhưng anh em nào thích cái độ khỏe khoắn này, rồi cái dòng đời cao này thì anh em có thể tìm hiểu thêm. Hoặc là anh em phải hiểu là với cái chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có là ở một cái phiên bản Japan, tất cả những phiên bản đời cao này đều là phiên bản Japan hết. Và đầu máy caliber của chiếc đồng hồ này là chính là 6R21. Cho anh em nào chưa biết thì trong đồng hồ ấy thì những cỗ máy, từ cỗ máy cơ bản nhất hiện tại, máy cơ nhá anh em nhá, cơ bản nhất hiện tại của Seiko là 7S. Sau đấy thì cho đến chúng ta sẽ có 4R này. Đó 4R, rồi 6R, 8R, đó và 9R. Đấy, và với những phiên bản có cỗ máy thăng cấp theo từng số ấy, thì với những chiếc đồng hồ mà 6R21 này thì nó sẽ có là 28.800 tần số dao động. Độ tích cóp của những phiên bản này là 45 tiếng và anh em sử dụng thoải mái các đầy đủ những chức năng lên có tay dừng kịp dây. Đó và riêng về cái dòng này thì anh em thợ Việt Nam cũng đã khá là phức tạp khi mà anh em xử lý rồi đó, nhưng mà anh em yên tâm bảo dưỡng bảo hành đầy đủ và có thể xử lý cho anh em được thoải mái, cho nên anh em cứ yên tâm nhá, sử dụng không lo vấn đề về về sau đâu. Đấy thì về sau bên em cũng đã hỗ trợ cho anh em rồi. Rồi chúng ta sẽ có là về cái phần thân vỏ. Riêng với cái chiếc đồng hồ này, đây là một trong những chiếc đồng hồ mà em nghĩ là đánh giá độ mới rất cao, rất cao nha anh em nhá, rất cao để gửi đến cho anh em. Chúng ta sẽ có là cái phần thân này, nó được phay bóng toàn bộ anh em nhá, rất mới, những chi tiết rất là mới trên chiếc đồng hồ này. Rồi phần dây này, dây của nó cũng chỉ có xước lông mèo phe phải một vài điểm thôi, không đáng kể. Đó rồi chúng ta sẽ có khóa bấm đến từ thương hiệu Seiko. Với chiếc đồng hồ này thì phần đáy là một trong những điểm nhấn không thể thiếu của phiên bản này, anh em nhìn nhá. Chúng ta sẽ có là số serial number này, chống từ này, Made in Japan bản nội địa 6R21.
Ở đây chúng ta sẽ có là Water System phiên bản này là 13-100 mét nước và chứng nhận Sapphire Crystal. Đặc biệt hơn thì trên cái búa văng, đây là cái búa văng mà em đánh giá rất cao đến từ thương hiệu Seiko. Với cái thương hiệu Seiko này thì nó sẽ làm cái búa văng nó khác biệt hẳn đi so với những cái phiên bản bình dân, đúng không ạ? Đây là phiên bản cao cấp thì 6R21B này, Trentinite 29 chân kính. Cho anh em là chúng biết thì Trentinite 29 chân kính nó chính là biểu thị cho cái số chân kính được đặt trên cái cỗ máy 26R21 này để nó có thể vận hành một cách trơn tru nhất và đáp ứng được nhu cầu của cái cỗ máy này đó. Và số chân kính càng cao thì cái độ phức tạp của cái cỗ máy đấy càng đấy, càng nhiều đó, thì anh em phải hiểu là như thế ha. Cho nên là đây là một trong những cái cỗ máy em nghĩ rằng là đánh giá rất cao về những cái chi tiết ở trên cái chiếc đồng hồ này. Rồi phiên bản này chúng ta sẽ đi đến kích thước xe mặt nhá. Kích thước xe mặt của phiên bản này đó chính là 41 nhá anh em nhá. 41.5 phù hợp với cổ tay của anh em. Trên dưới 16 anh em đây, phiên bản này rất chi hợp lý. Anh em có thể thấy đối với cổ tay của em chưa nơi cổ tay 16 nhá. Đây cho mình phiên bản SRM023. Rất chi là đẹp nhá, màu đen piano, rất khỏe khoắn. Đó, anh em có thể tham khảo với phiên bản này. Đấy, một chiếc đồng hồ rất đẹp đúng không ạ? Đó rồi, mức giá để anh em tiếp cận về cái chiếc đồng hồ này chỉ có là 12.500.000 đồng thôi. Với mức giá em nghĩ rằng là nó sẽ rất tốt. Tại vì ngày trước em đang bán là 12.800.000 và ngày hôm nay thì em để cho anh em chỉ có là 12.500.000. Với mức giá siêu giảm cho anh em cả hai mẫu sản phẩm ngày hôm nay đều rất tốt. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé. 0969 7782 thì em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho anh em. Và nếu như thấy hay thì tiếp cho em xin một lượt like này, một lượt đăng ký kênh. Nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những chiếc video tiếp theo.